Shop Bạc Hương xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay thì shop lại tiếp tục gửi đến mọi người một cái sản phẩm lắc tay 5 cây bằng chất liệu bạc ta. Đây là cái mẫu lắc đơn tay. Đấy, thì với cái kiểu lắc này thì mọi người yên tâm là mọi người đeo sẽ rất là sáng, sạch và đẹp. Đây là cái kiểu mà sẽ dành cho những anh em mình thích những cái mẫu đơn giản nhưng mà lại khỏe đẹp nhé. Thì các bạn hãy tham khảo mẫu này. Mẫu này thì trọng lượng 5 cây và bản to ngang là 2 phân. Đấy thì nó cũng tương đối là to. Đấy, những bạn nào mình thích cái sản phẩm mà lắc tay đeo nó đầm nhé, đầm tay. Đấy, và nặng tay một chút thì các bạn làm cái sản phẩm lắc tay tầm 5 cây như thế này. Đấy, bạn nào mình thích những cái mẫu mà nó truyền thống nhé, đeo sạch, sáng thì đây là một cái mẫu mà cho các bạn lựa chọn. Mẫu này thì mình cũng thường xuyên là tư vấn cho khách bên nhà mình. Đấy, và nếu như bạn nào mình làm cái sản phẩm hàng đẹp, hàng đặt mẫu này thì mọi người đeo cứ yên tâm thôi nhé. Đấy, bởi vì nó rất là dễ đeo, mọi người đeo nó không nhanh chán. Các bạn đeo những cái mẫu khác có thể chán nhưng mà riêng với cái sản phẩm dây đơn như này thì các bạn càng đeo càng thích luôn. Đấy, bởi vì là nó rất là thông dụng và cực kỳ là sáng và sạch mọi người nhé. Đấy, bởi vì là những cái mắt đơn như này nó nhìn nó đơn giản nhưng mà lại vô cùng là khỏe. Đấy, rất là nam tính. Mẫu này thì các bạn mà mình sau này mà mọi người đeo nó quá lâu nhé, các bạn thấy nó bẩn nhé, mọi người muốn vệ sinh nó cũng vô cùng là dễ. Đấy, bởi vì là mắt của nó trơn tru như này. Đấy, và rất là đơn giản như này thì nó không có nhiều góc cạnh nhé. Đấy, để bụi bẩn nó bám nhiều được. Các bạn làm sáng thì chỉ cần mọi người luộc lên nhé với nước chanh và muối. Đấy, thì nó lại sáng lại nhé. Đấy, và đặc biệt là bên nhà mình là mình làm sản phẩm bạc ta, hàng đẹp nhé. Mình bên nhà mình đấy, cái sản phẩm hàng đẹp nhất là bạc nõn không pha. Tức là mọi người có thể là hiểu là cái bạc sản phẩm bạc nguyên chất cũng được. Đấy, tức là nguyên liệu nhập về như nào là làm y như vậy, không có pha thêm bất cứ thành phần nào mọi người nhé. Đó, thì vì vậy mà bạn nào mình ở xa mà mọi người có nhu cầu cần làm cái sản phẩm hàng đẹp đấy, thì mọi người hãy liên hệ mình nhé. Bởi vì cái sản phẩm bên nhà mình nó có một cái đặc thù, tức là mình chuyên cái hàng đặt thôi. Tức là mình quay mẫu như này để cho các bạn xem nhé. Mọi người mà cảm thấy mình phù hợp, thích cái mẫu nào thì mọi người chụp lại ảnh đấy, và có thể là alo cho mình hoặc là kết bạn Zalo nhé. Mình sẽ tư vấn cho các bạn đấy và báo giá cho mọi người. Mẫu này thì các bạn rất là dễ đặt hàng, mọi người có thể là đặt từ 1 cây trở lên. Bạn nào mình đeo nhỏ nhất thì các bạn cũng nên làm 2 cây mẫu này. Đấy, còn đeo tầm trung bình thì là 3-4 cây, còn to hẳn thì mọi người làm 5 cây trở lên nhé. Đấy, thì là đeo nó sẽ phù hợp với lại cái nhu cầu mọi người. Đấy, đặc biệt ở đây là mình làm hàng đẹp. Đấy, riêng mọi người nhé mà đã tìm đến shop nhà mình thì các bạn hoàn toàn yên tâm là mọi người chắc chắn là sẽ sở hữu được một cái sản phẩm mà bạc đẹp thực sự là có chất lượng. Đấy, mình bán chỉ chuyên hàng đặt thôi và mình không có bán hàng chợ. Đấy, và chất lượng sản phẩm cho các bạn là sẽ đúng như cam kết. Đấy, mua bán bên nhà mình là có hóa đơn, giấy tờ đầy đủ và chất lượng được bảo hành mọi người nhé. Lúc nào mà các bạn cần mình tư vấn cũng như là giải đáp bất cứ cái thắc mắc nào về cái sản phẩm bên nhà mình thì các bạn cứ alo hoặc là nhắn tin, mình sẽ sẵn sàng tư vấn giải đáp cho mọi người. Đấy, vì vậy mà mọi người hết sức là yên tâm nhé. Đó, vì vậy mà bạn nào mình đang quan tâm đến sản phẩm bạc ta nhé, đặc biệt là sản phẩm lắc tay, thì mọi người hãy tham khảo cái mẫu này cũng như là những cái mẫu khác ở trong kênh của mình. Đấy, thì mình xin phép nhé được dừng cái video này đây. Một lần nữa là xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.